Kính thưa quý vị Phật tử, trong những ngày nhập thất, chúng tôi đã được biết có một số tăng ni và Phật tử đều thuộc giới có học thức, thế mà lại mê tín tu theo pháp môn của ngoại đạo. Những pháp môn này mạo danh là pháp môn của đạo Phật. Họ thường sống ẩn dật trên núi non, tu tập bùa chú, thiền định xuất hồn, thiền định luyện tinh khí thần, thiền định minh xa, thiền định điển linh vô vi, tạo những điều linh hiển kỳ lạ, biến thế giới tâm tưởng thành thế giới siêu hình, đầy dẫy linh hồn người chết, ma quái quỷ thần, thánh tiên Phật trời vân vân. Đối với những người Phật tử, họ thường phô trương tiên đoán chuyện quá khứ vị lai của mọi người, thường làm thuốc hoặc bùa chú hoặc chuyển điển linh xa để trị bệnh một cách linh diệu, khiến cho mọi người mê tín lại càng thêm mê tín hơn. Họ nói chuyện toàn khoe khoang sự xuất hồn đi chu du trong các cõi tiên cõi Phật và làm những điều thần thông quái lạ, khiến cho mọi người say mê thích thú và phục lăng họ, xem họ như Phật sống, như thần thánh tiên đang sống tại thế vậy. Đó là những hành động dối gạt nghiệp người, làm những điều sai trái phạm giới luật của đạo Phật. Xưa Đức Phật thường cấm các đệ tử không được thể hiện thần thông, không được làm những điều kỳ lạ. Những tu sĩ này đã biến Phật giáo thành một tôn giáo mê tín dị đoan, xa lìa mục đích tu hành giải thoát chân chánh của đạo Phật, khiến cho hàng Phật tử thức giả hoang mang, chẳng biết Phật pháp như thế nào, giống như người đứng trước ngã ba đường. Hình ảnh tế công Phật sống và Phật sống cự Kim Sơn, đó là những tu sĩ ma quái mượn danh nghĩa Phật pháp thể hiện thần thông trị bệnh, làm những điều mê tín dị đoan, cứu thế độ dân. Đó là những hành động phá hoại giới luật đức hạnh giải thoát và những oai nghi tế hạnh của đạo Phật. Xưa Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, các thầy hãy giữ gìn giới luật của ta. Thì hàng Phật tử kính mộ quý thầy thường quỳ xuống cải tóc dài trên đường cho quý thầy đi. Vậy mà hiện giờ mọi người vẫn tin đó là Phật sống, Và còn phổ biến bằng kinh sách ca ngợi những hạng người này. Họ đâu biết rằng sự sống chết, sự đau khổ bệnh tật của con người là do nhân quả. Đạo Phật là đạo làm chủ thân tâm, chứ không phải đạo đi tìm an lạc và tiêu cực với cuộc sống, hoặc đi tìm thần thông phép lạ. Hầu hết quý Phật tử đến chùa tập tu theo đạo Phật là đi tìm dục lạc mới trong tôn giáo, hoặc đi tìm sự an ủi tinh thần trong kinh điển, vì cuộc sống ở thế gian quá khổ sở, quá cay nghiệt, quá phiền toái, hoặc đi tìm thế giới siêu hình để thỏa mãn lòng mơ tưởng của mình. Cũng vì thế, vô tình quý Phật tử đã dùng tiền bạc sai quý thầy phục vụ tinh thần đời sống mê tín của quý vị. Quý vị cúng dường bổ thí trai tăng là luôn luôn lúc nào cũng đòi hỏi quý thầy phải thuyết pháp, giảng kinh, hoặc cúng bái cầu siêu, cầu an, quay bói, xem tướng, vân vân. Chứ không bao giờ quý vị đến cúng dường cho chư tăng với một tấm lòng cầu mong quý thầy giữ gìn giới luật thanh tịnh để tam bảo được trường tồn. Quý vị đến với chùa là đến với sự trao đổi,
chứ không phải đến với tâm niệm giữ gìn Phật pháp. Còn riêng quý thầy, chư tăng, chư ni cũng vì vật chất, tiền bạc, tình cảm và cuộc sống nên quý thầy, quý cô đã để cho Phật giáo bị đồng hóa với phong tục tạp quán của con người. Từ đó, quý thầy, quý cô sản xuất ra những loại kinh sách, cúng bái, kệ hát, giọng cao, giọng thấp để cúng dâng tiễn linh theo tiếng trống, tiếng kèn, tiếng mõ, tiếng nhạc rập rừng, du dương áo não để ru lòng người ham nghe sai thức, làm những điều mê tín phá giới luật của Phật. Rồi cũng từ đó, quý thầy soạn xuất ra những loại kinh sách để an ủi người Phật tử khi đau ốm bệnh tật, khi sân hận thù oán, khi phiền não tái tê, khi ganh tị hơn thua và khi tử biệt sanh ly. Những kinh sách này không phải để tu hành làm chỗ thanh tâm, giải thoát sanh tử, mà chỉ để làm dịu bớt cơn đau buồn, cơn đau, cơn buồn khổ. Nhờ đó, quý thầy, quý cô mới tiêu thụ được món nợ trai tăng cúng dường của quý Phật tử. Phải nói, vì vật chất, tiền bạc, tình cảm và cuộc sống, quý thầy, quý cô đã trở thành những người phục dịch cho quý Phật tử. Như vậy, còn thì giờ đâu mà quý thầy, quý cô tu hành? Tu không phải là một việc dễ làm. Phải thường hằng tập sửa những sự sai lầm của chính mình. Phải thường hằng gìn giữ giới luật nghiêm túc. Cho nên không thể một sớm một chiều mà thành tựu được. Đó là những điều làm sai của thời đại Phật giáo ngày nay. Quý thầy, quý cô đã quên hết, chỉ còn biết làm danh làm lợi trên những đống kinh sách này, đem hết cuộc đời của mình, bỏ hết thời giờ quý báu thay vì để tu tập giải thoát ra khỏi cảnh đời đầy ô trược, thì quý thầy lại chôn mình, thì quý thầy, quý cô lại chôn mình trong bùn lầy danh lợi hư tâm, làm mất giá trị pháp bảo của Phật. Quý thầy, quý cô hãy nghiêm khắc mình trong giới luật, thực hiện thiền định sâu màu là quý thầy, quý cô đã phổ biến pháp bảo quý báu của Phật đến tận hang cùng ngõ hẻm của con người.